Này thế bà đeo mắt kính đẹp không? Mình không? Mình không? Thế bà đeo mắt kính đẹp không? Tôi thấy trong đó nè. Nè, giờ ăn không? Giờ muốn ăn không? Nè, mẹ con nó nhìn nè. Bây giờ muốn ăn phải không? Đẹp quá. Nhờ con cái này là cái gì? Nói đi bà cho ăn. Ồ, ồ, ồ. Chép vậy. Giờ muốn ăn phải không? Hỏi miệng ra đi bà cho ăn. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Nói đi bà cho ăn. Cho nhỏ hai hộp đi ta. Cũng dạ đâu hả điện sản đi mà chàng nè. Nè hey nè Nhận quà đi nhé. ba miếng nha, giờ tới ba miếng nha. Xin được là bỏ trốn hả? Xin được là bỏ Vậy trốn là hả? mày gọi về cho lại. Ăn nữa không? Có đứa nào ăn nữa không? Có thằng xin ăn coi. Đeo cái kính nhồi nó bị ấy quá. Minh Cúc, Minh Cúc, Minh Cúc. Lại ba nè mà, để cho bạn chữ nữa nè. Nè. Tinh đinh 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 đinh. Nè cái gì? Đọc cho bạn nghe coi. Ô ô ô, ít ít nè. Ô đâu? Ô. Ơ bờ cờ giờ. Rồi coi ở đây nằm xuống luôn. Đâu? Ơ bờ cờ bây giờ đâu? Con thấy con chở không? Thấy con chở không? Ăn nữa không? Ăn nữa không? Ăn nè, hai ba hai ba tám gì nè, vậy tám có gì ba cái ăn đi à. còn nhiều quá à. Con thèm ăn vậy luôn hả? Con nói bà ra đi, con muốn ăn đi, con nói đi. Thèm ăn vậy luôn hả? Nè, 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 mời mời anh chị ăn với. Nè, hai, ngon không? Ngon. Bà cho lại nè, bà xin lỗi nha. Bà xin lỗi Minh Cúc nha. Con thấy đồ ăn của ba là anh chào lại xin. Kỳ vậy, đồ ăn của mẹ ăn dở hả? Còn đây là sinh nhật mẹ ăn Mình cúc, mình cúc, mình cúc, mình cúc. Dạ, đi đâu con y đâu con, y đâu, y. Cơ. Cờ đâu đây ba con ra. cờ đâu là chỉ ba coi Hồi đi chiều nó khóc thức cười đó. Hoa, ba, ba, ba. Cờ đâu con? cờ Cờ đâu? Y. Đọc chỉ cho ba chữ cờ cờ đi, đọc cho ba chữ cờ đi. Đọc cho ba chữ cờ đi. để xuống đọc đi con. Có đứa nào muốn ăn nữa không mày ta? Ăn cúc, ngon quá. Gì? Y. Ăn cúc ơi. Y. Ăn cúc. Ngon quá. S. Sao không thao kiến nào? Hả? Sao không thao kiến nào? Nó không thấy cái này. S. Ăn cúc ơi. Chữ X là gì? O. Chữ Âu đâu con? A, B, C, Thôi chị D, chữ E, O đi F, con, G. chị chữ O đi. Chỗ đó máy tính bà đang để chữ A, B, C chứ không giỏi tung luôn nha. Mấy khúc chữ này chữ gì? Em. Minh Cúc. Em. Đúng rồi, em. H. H. Mấy khúc. Có. Bắt đầu nó vui cái bằng chữ rồi nè. Bắt đầu nó vui cái bằng chữ. Âu đâu con? Âu. Âu. Âu đâu? Âu đâu cho ba con thấy. Âu. Đâu hả? Âu. Âu. Chữ này H. Đúng rồi, hay quá. Rồi bà thưởng cho miếng nè. Đây con đọc đúng, bà thưởng cho miếng nè. H. Đâu con đọc đúng nè, đúng ăn mày. Chữ gì? Chữ gì? Con đang cầm chữ gì? Nói về bà Trang. Đúng rồi, dở quá nè, bà Trang nè. Ăn à, không ăn nữa hả? Giờ ghiền chữ là không ăn hả? Ăn không? Hai, ba, Mẹ quậy cho ba nó ăn hết nửa chén, nửa ly. Nè Ăn nữa hả?